chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tháng 7 cô hồn, lén làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con người ta ai mà đến với kiếp nhân sinh này mà không trải qua mấy phen thăng trầm của tạo hóa, nhưng khó khăn tưởng chừng như vùi dập đến nghẹt thở, đọa đầy vào những đau thương mất mát, thế nhưng cuộc sống này cũng mang nhiều niềm vui, hạnh phúc mà nếu như chúng ta không là con người có lẽ sẽ không bao giờ trải nghiệm qua. Trong tử vi 12 con giáp mà Minh Đường Tử Vi muốn nhắc đến ngày hôm nay, đó là tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, lăn lộn quá nửa đời người, nếm trải đủ vị nhân sinh. Đây là lúc mà con giáp đã nhìn cuộc sống một cách bình tĩnh và trầm ổn nhất, họ biết lúc nào nên nắm, khi nào nên buông cho nhẹ lòng. Tuy nhiên, đâu có khi nào hoàn toàn thuận lợi, trong năm Giáp Thìn vẫn có những tháng mà bản mệnh xui tận mạng, hung tinh ám mệnh, nếu không cẩn thận sẽ tán gia bại sản, tiền đội nón ra đi, bi đát vô cùng. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này, mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về cung mệnh và tính cách cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, Kỷ Dậu mệnh, đại trạch thổ, đất nhà lớn, là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao. Đặc trưng của mệnh thổ, họ là người đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo. Va chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp khi các điều kiện này không được đảm bảo, con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề. Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao, họ là người đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo. Va chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp khi các điều kiện này không được đảm bảo, con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề. Bản mệnh tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử, làm việc họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Sự trầm tĩnh của con giáp này có thể chuyển thành những thay đổi mang tính triết lý ở tuổi trung niên. Con giáp này có thể có niềm tin sâu xa ở tôn giáo và các lĩnh vực tâm linh. Ở mặt trái của vấn đề, Kỷ Dậu thiếu linh hoạt hơn các tuổi Dậu còn lại. Họ khá cương quyết và không khoan nhượng trong quan điểm cũng như quan hệ với mọi người. Kỷ Dậu có thể bám quá chặt vào một niềm tin hay quan điểm nào đó, nhất là khi đã đứng tuổi. Tuổi Kỷ Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Bản mệnh khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng. Hưởng ứng, người này có nhu cầu hết sức lớn về an toàn vật chất và tình cảm, cũng giống như những chú gà chẳng muốn rời xa trang trại. Người tuổi này hạnh phúc nhất khi sống giữa môi trường quen thuộc đã lâu, họ không muốn có những trải nghiệm mới kỳ lạ, hơn ai hết, họ hiểu rất rõ điều này. Người sinh năm này cần bạn đời biết chấp nhận những tính cách kiểu Dậu và không phản đối việc họ thường xuyên cục ta cục tác, quảng bá cho mình. Đổi lại, bạn đời sẽ được đền đáp bằng đức tính cần mẫn và lòng trung thành vĩnh viễn của họ. Người này có nhu cầu hết sức lớn về an toàn vật chất và tình cảm, cũng giống như những chú gà chẳng muốn rời xa trang trại. Người tuổi này hạnh phúc nhất khi sống giữa môi trường quen thuộc đã lâu, họ không muốn có những trải nghiệm mới kỳ lạ, hơn ai hết họ hiểu rất rõ điều này. Họ hết mình vì gia đình, bất kể là nam hay nữ, họ sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình nếu là người trụ cột. Họ sẽ cố gắng đảm bảo mọi nhu cầu vật chất và tiện nghi của người thân. Nếu là người nội trợ, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Tuy tuổi Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài khéo ăn khéo nói của mình, họ giỏi trong việc thuyết phục mọi người. Nếu có ai ngoan cố phản bác lại ý kiến của tuổi Dậu, họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Đôi lúc, sự cố chấp, bảo thủ của họ khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi gặp phải khó khăn, tuổi này tự xây dựng niềm tin cho mình để vượt qua gian nan, thử thách, họ cần có sự ủng hộ, động viên của mọi người để làm động lực cho chính mình. Những người này sống tự lập và hiếm khi nhờ cậy, dựa dẫm vào ai khác,
Đương số là những con người có nhiều ước mơ, hoài bão và lòng quyết tâm, kiên định. Khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng. Dù có phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ thông minh sắc sảo, nhanh nhẹn, hoạt bát, có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba hay một nhân viên xuất sắc. Dù ở vị trí, vai trò nào thì tuổi Dậu vẫn có thể phát huy tối đa tài năng, tinh thần trách nhiệm cao của mình. Con giáp này có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Với những đặc điểm về tính cách kể trên, nên những người tuổi Kỷ Dậu sẽ làm rất tốt đối với công việc như ngoại giao, tư vấn, vì điềm tĩnh, mềm mỏng, kinh doanh bất động sản vì thực tế và tư duy đổi mới, biến động, xoay chuyển theo các mặt lợi hại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn bảo hiểm đều là những lĩnh vực mang lại thành công lớn đối với họ. Tuổi Kỷ Dậu có thiên thời, địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa lại. Họ nên làm các nhà ngoại giao hay tư vấn mua bán bất động sản. Vì người tuổi Kỷ Dậu có tài giao tiếp, điềm tĩnh trong công việc và tài năng khôn khéo xoay sở nhanh chóng. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Kỷ Dậu thiên can Kỷ Thổ, địa chi Dậu Kim. Theo ngũ hành cho thấy, những thay đổi nhỏ làm xáo trộn cuộc sống, không làm bản mệnh chùn bước mà càng có cơ hội thể hiện bản thân. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, nguyệt lệnh mộc dục khiến cho tình trạng công việc của bản mệnh thời gian này dễ có những thay đổi không mong muốn. Vì không thể làm cho tình hình nên bạn cảm thấy hoang mang, thậm chí là lạc hướng, thay vì cố gắng kiểm soát, bản mệnh nên học cách để hiểu tình hình, nhận ra vai trò thực sự của mình để tùy cơ ứng biến cho phù hợp. Khi đó bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng chứ không đến nỗi khó khăn như bạn vẫn nghĩ. Tam hội sẽ giúp tuổi Kỷ Dậu nhận được nhiều sự che chở và yêu thương từ mọi người. Không những thế, thời điểm này còn trao cho bạn nhiều cơ hội để đánh giá lại các mối quan hệ và tránh xa những điều độc hại. Vận trình tình cảm của bản mệnh thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu tốt. Người độc thân có nhiều đối tượng tìm hiểu và bạn cũng khá mở lòng, sẵn sàng dành thời gian cho họ. Tuy nhiên, có thể thấy bản mệnh không vội vàng và đang cân nhắc rất nhiều. Tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định trong tháng này, bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn nhưng không có nghĩa là vung tay quá chán. Nếu không, sắp tới bạn sẽ không đê đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của mình. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu được chính ấn che chở để tập trung hoàn thiện công việc, sớm đạt được mục tiêu. Thời gian này dự báo bản mệnh khá bận rộn, nhưng được làm việc mình yêu thích nên dường như không biết mệt mỏi, tất cả những suy nghĩ cũng chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc trong tháng này. Tuy nhiên, vẫn có những thay đổi khó lường khiến bạn liên tục phải thích nghi, đôi khi bạn cảm thấy nghi ngờ với cả chính mình khi nhận thấy có những chuyện diễn ra không đúng kế hoạch. Nhưng thay vì cố bám theo những mong muốn của mình, thì bạn nên học cách linh hoạt hơn, tận dụng tốt những gì mình có, hạn chế những gì được xem là điểm yếu, dần dần con đường của bạn sẽ sáng tỏ hơn. Đôi khi đi lệch hướng và nhận ra sai lầm của mình cũng là cần thiết để bạn tự mình đánh giá lại, không bị mù quáng với những quyết định có phần độc đoán của mình. Điều này xuất phát từ sự kiên trì, vững vàng, giúp bản mệnh đón nhận được nhiều cơ hội. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá nhưng đổi lại được bền vững, chậm mà chắc. Đôi khi công việc khó tránh khỏi những rắc rối xảy ra, nhưng với kinh nghiệm, vốn sống xã hội đã tích lũy được nhiều năm, Kỷ Dậu không phải quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh, tin tưởng, không ngại vất vả để giúp đỡ đồng nghiệp, cấp dưới, giải quyết vấn đề thì may mắn sẽ đến.
Xét phương diện tài lộc tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, vận trình tài lộc luôn rất khó đoán, nên ngay khi có cơ hội tốt hãy tận dụng. Tuy nhiên, không nên quá liều lĩnh, nên ưu tiên những chiến lược an toàn, có tính dài hạn, không chỉ tập trung vào cái lợi trước mắt. Tháng 7 này, Nhất Bạch bay vào cung Tây Bắc là điềm báo tốt lành mang tới điểm quý nhân phù trợ cho công việc của bản mệnh tiến hành trôi chảy. Giao dịch hay ký kết hợp đồng đều thu về kết quả khả quan. Dự báo có thể có một người bạn nào đó sẽ đưa ra những lời đề nghị cộng tác làm ăn, hoặc đơn giản là họ có một kế hoạch kiếm tiền rất thú vị và muốn bạn hợp sức. Dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, bạn ít nhất vẫn thấy rất thích thú, có chút tiền bản mệnh lại thích khoe khoang, trưng diện cho mình về vật chất. Nó chỉ tô điểm cho vẻ ngoài và được người khác ngưỡng mộ, còn thực chất bạn có tiền hay không thì chỉ có mình bạn biết. Nếu bạn tiếp tục hoang phí thì cuộc sống sắp tới lại càng khó khăn đấy nhé. Ở độ tuổi 56, bản mệnh nên quản lý tài chính bản thân cẩn thận bằng cách lựa chọn, ưu tiên trong chi tiêu. Bản mệnh chỉ nên chi tiền cho những việc thật sự quan trọng. Hãy tạo ra các tài khoản cá nhân để phục vụ hai mục đích chi tiêu theo mong muốn hoặc theo nhu cầu cần thiết. Bằng cách đó, việc kiểm soát tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 7 âm lịch. Bách Việt chủ đào hoa ghé thăm tháng này khiến cho vận trình tình duyên của tuổi Kỷ Dậu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Người độc thân khá khó khăn trong việc chọn lựa người phù hợp vì ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, hãy cứ cho cả hai thêm thời gian để xem xét những cảm nhận và dung cảm của nhau. Không nên vội vàng vì chuyện tình cảm một khi bắt đầu rồi, nó sẽ khiến bạn phụ thuộc cảm xúc rất nhiều. Những cặp đôi đang trải qua những giây phút ngọt ngào, lãng mạn và tận dụng từng giây, từng phút được ở bên người ấy, bạn cũng không muốn né tránh cảm xúc của mình thêm nữa. Ngoài ra, hãy chia sẻ tầm nhìn của mình với bạn bè, nhất là người mà bạn có thể tin tưởng, người hoàn toàn không có liên đới gì với sự việc đang diễn ra trước mắt bạn. Bản mệnh nên thông cảm, thấu hiểu và bao dung cho con cháu khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống. Hãy động viên con cháu nỗ lực, cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng. Không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau, để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng. Xét phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Dậu 1969 tháng 7 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu tháng này không có biểu hiện nào đáng lo ngại, tuy nhiên, bạn hãy cứ duy trì lối sống lành mạnh để đảm bảo thể lực và trí lực của mình nhé. Nếu có bệnh thì hãy đi khám, đừng vì bất cứ lý do chủ quan hay khách quan nào mà lơ là các vấn đề sức khỏe của mình bạn nhé. Tháng 7 âm lịch này, thời tiết có phần dễ chịu và bạn ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều đồ bổ béo quá, gây rối loạn tiêu hóa, luôn giữ mức ăn vừa phải, đừng để trong tình trạng quá no gây quá tải cho cơ thể của bạn. Tập thể dục, đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Tiếp theo đây là những ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Kỷ Dậu 1969. Bước sang tháng 7 cô hồn, Kỷ Dậu đang cho thấy năng lực không hề đơn giản của mình. Nhưng làm gì cũng cần chắc chắn và trọn vẹn để không bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột nhé, đặc biệt trong các ngày may mắn dưới đây. Ngày mùng 2 âm lịch. Một ngày có nhiều may mắn về tiền bạc, có thể bạn sẽ thu được một khoản tài chính nhỏ nhờ việc làm thêm, đầu tư tay trái, thậm chí có người gặp may sau khi mua một vài tờ vé số. Ngày mùng 3 âm lịch. Một vài cơ hội tình cảm xuất hiện, người độc thân hãy lấy hết can đảm để thể hiện tình yêu rõ ràng hơn. Khả năng thành công đang rất cao, trong khi đó, các cặp đôi yêu nhau lâu cũng sẽ suy tính tới bước tiếp theo của mối quan hệ. Ngày 13 âm lịch. Bừng bừng khí thế, hiệu suất công việc nâng cao, chòm sao này còn cho thấy khả năng lãnh đạo hoặc tiên phong trong nhóm, trở nên vô cùng nổi bật, thu nhập cũng hứa hẹn tăng lên nhanh chóng. Ngày 15. Một ngày có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo, đặc biệt chúng còn có tính khả thi cao nên được sếp và đồng nghiệp ghi nhận, năng lực của bạn ngày càng mạnh mẽ. Ngày 18, đường công danh sự nghiệp rộng mở, nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực và sức sáng tạo trong cạnh tranh, nổi bật hơn hẳn so với đối thủ. Ngày 21, tài chính có nhiều điểm sáng, có thể thu lợi nhuận từ nhiều nguồn, càng là người theo nghiệp kinh doanh càng dễ gặp may. Ngày 24, rất thích hợp cùng mọi người hợp tác đầu tư sẽ dễ sinh lời. Những người đang có ý định khởi nghiệp cũng có thể mạnh dạn lựa chọn ngày hôm nay để tiến hành. Ngày 28 âm lịch. Đời sống tình cảm lãng mạn, ngọt ngào, đào hoa nở rộ, hạnh phúc đong đầy. Ngày 30 âm lịch.
May mắn được ông Tơ, bà Nguyệt xe duyên, tình cảm nở rộ, người độc thân nên quan tâm nhiều hơn đến những người bạn khác giới xung quanh mình, đó có thể là cơ hội thoát ế của bạn. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Kỷ Dậu 1969. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng riêng. Tháng riêng là tiết lập xuân, vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới, con người cũng nhờ thế mà người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này tinh thần sảng khoái, biết tiến biết lùi, lại ưa tự do, tuổi thọ khá cao. Sinh vào thời điểm này trong năm, chuyện cơm ăn áo mặc không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt, đa phần là người có tuổi thọ cao, họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân, sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần, tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc. Tiền vận có phần vất vả, nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp, họ sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú và người sinh tháng riêng hài lòng với những gì mình có. Sang tháng 7 âm này công việc của tuổi Kỷ Dậu rất thuận buồm xuôi gió, may mắn là hiệu suất công việc được cải thiện và bản mệnh có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Một số người nhận được lời mời hợp tác hoặc tìm được lớp học thêm kỹ năng mới cho bản thân phát triển. Vận trình tài chính tăng lên, bản mệnh có thể tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ những thành công bản thân gặt được trong thời gian qua. Nhiều người còn lo được việc gia đình nhờ tiền của mình làm ra, có thể biếu cha mẹ hoặc cho người thân đi du lịch bằng tiền thưởng của mình. Đường tình cảm cũng tốt đẹp hơn, bản mệnh trở nên cuốn hút và tự tin, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, nhiều người có thêm mối quan hệ mới và dần bỏ đi những mối bận tâm cũ. Tiếp theo là vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm là tiết lập hạ, xem tử vi chọn đời, người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, tính tình đa sầu đa cảm, khá cao ngạo, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Tha thướt lượn lờ giống quý tộc, quẩy dài đuôi phượng uốn lưng cong, vẫy rồng cánh bướm long lanh mượt, ngụp lặn tung tăng xải ánh hồng, chiều tà ra ngắm cảnh bồng lai, cá lội mây vờn gió thoảng bay, tỏa rộ ngàn hoa khoe sắc thắm, hương lòng ta cảm dạ ta say. Người sinh tháng tư âm khó có thể làm nên đại nghiệp dù có khả năng tổ chức tốt, có nhiều tham vọng, có thể do tính cách cứng nhắc, tự kiêu, không coi ai ra gì, nên họ khó giành được cảm tính của mọi người, dù có nhiều ước vọng nhưng không thể thực hiện được, đây là điều đáng tiếc khiến cho tuổi này thay đổi tính cách mình. Tổ nghiệp tuy có nhưng không quá lớn, sự nghiệp đều do mình tự tay gây dựng, tài hoa hơn người nên họ có đủ năng lực để làm việc đó. Tài lộc kém sắc, người tuổi Dậu lại ưa mạo hiểm nên hậu vận hung cát khó lường. Những người sinh năm Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm này sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp vào tháng 7 âm, sức mạnh của họ sẽ được thể hiện trọn vẹn trong tháng này. Đặc biệt là trong công việc, những dự án mà bạn đang thực hiện sẽ giành được sự đánh giá cao và ghi nhận của mọi người. Ngoài ra, sự xuất hiện của một người giỏi giang và có kinh nghiệm phong phú sẽ là điểm tựa cho sự nghiệp của đương số, đó có thể là một người lãnh đạo, người cố vấn hoặc người hỗ trợ bất ngờ. Thời gian tới, Kỷ Dậu nên tập trung và quyết tâm hơn, họ không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện bản thân. Đồng thời, con giáp này cũng cần học cách hợp tác với người khác để cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn hơn. Vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm là tiết tiểu thử, tiết trời nắng nóng, người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này vì thế cuộc đời cũng bôn ba vất vả, khó có được ngày an hưởng vinh hoa phú quý, vận trình của họ thăng trầm bất định. Khi xa cơ lỡ vận có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, có gia đình hỗ trợ, tiền vận sự nghiệp thành công, nhưng không lâu sau đó dễ bề thất bại. May nửa đời sau có bạn bè quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, song không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuy nhiên vận trình không được tốt lắm. Người sinh tháng 6 âm khó tìm được sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp khó khăn trăm bề, gian nan đủ kiểu mới có thể phát triển ổn định. Cuộc đời họ gặp phải nhiều biến cố, điều này khiến họ rèn được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh, có nghị lực phi thường, làm nên nghiệp lớn. Bước sang tháng 7 này, do có thiên tài chiếu mệnh nên các kế hoạch, dự định tài chính được cho là sẽ gặp nhiều may mắn. Nguồn thu nhập chính được cải thiện đáng kể cho thấy những cố gắng của bạn đã được đền đáp. Với sự nhạy bén và kinh nghiệm tích lũy bấy lâu, con giáp đáp này hoàn toàn có thể tự tin cho những kế hoạch sắp tới. Tuy nhiên, trái ngược với tài lộc, chuyện tình cảm không mấy ưng ý, thủy hỏa xung khắc, bản mệnh và người ấy có thể xảy ra mâu thuẫn chỉ vì một câu nói đùa vu vơ. Có lẽ hai người đều bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc nên khó kiềm chế được mình,
người độc thân không mấy tích cực trong việc tìm kiếm nửa kia. Vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh, song cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này lại vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc an nhàn suốt cả cuộc đời, tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ anh em giúp sức, vợ chồng hòa mục, giúp cho bạn thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Con giáp này không cần phải lao động quá mức vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Chim thời quen núi cá quen sông, lúng túng vào ra chậu với lồng, khó vẫy khó vùng trong nước túng, không bay không liệng giữa trời không. Trong chừng biển bắt tung đuôi ngạc, ngắm trời non nam chấp cánh hồng, lo chậu một mai thân thoát khỏi, chim trời nên phụng cá nên rồng. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Tử vi hàng tháng 12 con giáp, tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn, tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở. Tả phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích. Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ, người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng. Thiên cầu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Kỷ Dậu ở thời điểm hiện tại, vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan. Cuối cùng là vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người tuổi này có thể bình thản sống hết đời, không cần lý tưởng cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều. Họ không thích chuyện học hành, mọi chuyện trên đời mặc kệ bèo trôi, trời cho sao thì chịu vậy. Có tài, có sức, thông minh, nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu, song hiểm nổi tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân, chỉ dựa vào chính sức mình để lập nghiệp nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, muốn buông xuôi, không có tổ nghiệp để lại. Chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến tuổi trung niên mới được an nhàn sống cuộc sống mình muốn. Họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm ăn áo mặc là tốt. Sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tháng 7 âm này bạn có thời gian để chăm lo cho bản thân sau thời gian dài chiến đấu vì công việc. Con giáp này đừng nên so đo chuyện làm ăn với người khác, như thế chỉ thêm mệt đầu. Nếu như công việc hiện tại đã ổn, thì bản mệnh cũng đừng nghĩ tới việc chuyển hướng hoặc nghỉ việc, nếu bản mệnh đầu tư kinh doanh thì sẽ mang lại kết quả khả quan hơn. Con giáp này được quý nhân hỗ trợ khá nhiều trong chuyện tiền bạc, việc đầu tư cho công việc hiện tại có vẻ như đang có dấu hiệu khởi sắc, hứa hẹn sẽ mang về cho bản mệnh một khoản thu nhập kha khá trong thời gian sắp tới. Tình duyên ở mức bình ổn, nhiều khi bản mệnh chẳng cần phải vất vả tìm kiếm hạnh phúc, vì hạnh phúc sẽ đến với bản mệnh từ những điều nhỏ nhặt trong gia đình. Con giáp này cần chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn, thay đổi chế độ ăn, ngủ nghỉ khoa học để cải thiện tình hình sức khỏe. Quý vị thân mến, có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì. Có thể nói, một cơ thể khỏe mạnh là cái vốn lớn nhất của một đời người, sự nghiệp do con người tạo ra. Nhưng nếu không có sức khỏe thì chẳng thể làm được gì, kể cả có núi vàng núi bạc đi chăng nữa. Muốn thân thể được khỏe mạnh thì phải biết cách giữ gìn sức khỏe. Đối xử tốt với sức khỏe của mình chính là đối xử tốt với bản thân mình, đối xử tốt với xã hội. Để có một sức khỏe tốt thì cần 3 phần phải rèn luyện, 7 phần là do tâm thái. Mỗi người không chỉ phải học cách gìn giữ cái thiện tâm của mình, mà phải hiểu được lười biếng chính là kẻ thù của sức khỏe, lười biếng làm giảm bớt tuổi thọ. Tâm động không bằng hành động, lựa chọn những bộ môn thể dục thể thao hợp với mình, kiên trì, bền bỉ luyện tập sẽ làm cho tinh thần được phấn chấn, tinh khí lưu thông. Làm người phải phúc hậu, phải trọng tình trọng nghĩa, nhân từ, hết lòng giúp đỡ người khác mà không kể công, tâm phải thiện, từ lời nói cho tới việc làm. Chớ thấy việc ác nhưng nhỏ mà bỏ qua, chớ thấy việc tốt nhưng quá nhỏ lại không làm. Làm người phải thành thật, lấy đức làm trọng, làm việc phải giữ chữ tín, đặt đạo đức lên đầu. Tôn trọng người khác, tình nguyện giúp đỡ người khác mới thực là người khôn, đừng quá trông chờ vào sự báo đáp khi giúp đỡ người khác. Nếu nghĩ mình là vĩ đại thì điều đó thật là ngu xuẩn. Làm người đơn giản là tìm thấy sự hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Làm việc là để sinh tồn, để tạo nền móng vững vàng, để tích lũy vốn liếng. Khi đã làm việc đại sự thì nhất định không được nóng lòng. Phải chu đáo, thận trọng, không được từ bụng ta suy ra bụng người. Đừng vô cớ áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Hãy khoan dung hơn một chút.
bớt xét nét đi một chút, chớ nên đổ thêm dầu vào lửa, vẽ rắn thêm chân, cùng mọi người làm điều tốt, vận mệnh ắt sẽ tốt. Nên đi từ cái nhỏ nhất, những chi tiết nhỏ nhất cũng có khả năng quyết định sự thành bại, chớ nên do dự. Muốn làm gì phải thành tâm thành ý, kiên trì bền bỉ, cũng không nên quá so đo, hãy nhớ lấy ba chữ, nhân, nhận, nhẫn. Khó khăn cũng chính là hạnh phúc, dũng cảm đương đầu, không nên để tâm tới những chuyện vụn vặt, tuyệt đối không chùn bước trước những việc khó khăn. Đầu tiên phải biết nhớ ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ, không quên công lao dạy bảo, truyền đạt kiến thức của thầy cô giáo, không quên tình cảm vợ chồng lúc khó khăn hoạn nạn, không quên sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, phải cảm ơn xã hội đã mang lại cho ta cuộc sống như ngày hôm nay. Tri ân chính là động lực để thúc đẩy tình cảm giữa con người với con người, phải biết tri ân mới có thể cảm ơn. Nếu muốn làm người thành đạt thì không thể không biết tri ân, mỗi lần nói ra lời cảm ơn là một lần thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Hiếu thảo là phẩm chất quan trọng nhất mà mỗi người cần phải có, sự hiếu thuận không phân biệt giàu nghèo, hãy nhìn lại bản thân bạn, đối với cha mẹ đã thực sự hiếu thuận hay chưa? Đã quan tâm đến cuộc sống của cha mẹ hay chưa? Do dù bạn có lớn, có trưởng thành đến thế nào, thì trong mắt cha mẹ bạn vẫn là một đứa trẻ cần được bao bọc, cha mẹ vẫn hết lòng vì bạn, do đó, bạn có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ, có đối xử tốt với cha mẹ thì mới có thể đối xử tốt với xã hội được. Hiếu thuận là việc đầu tiên cần phải làm nếu muốn tu nhân tích đức, là điều kiện tiên quyết để người khác tôn trọng mình, là nền tảng của sự thành công, là nền móng để xã hội phát triển bền vững. Tâm nhất định phải có cái thiện, cho dù là bần cùng hay phú quý đều nên làm việc thiện, nhiều việc thiện nhỏ sẽ làm nên những việc thiện lớn. Làm việc thiện là tô đẹp thêm cho chính mình về khía cạnh tâm linh, làm việc thiện chính là tu đức chính là tích phúc. Có thể may mắn chưa đến, nhưng nếu thường xuyên làm việc thiện thì mọi xui rủi cũng sẽ được mang đi, bạn sẽ nhận được những niềm vui, những niềm hạnh phúc ngay từ chính những việc thiện mà bạn đã làm. Trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa thiện, bạn cần biết cách để châm ngòi để ngọn lửa ấy bùng cháy và lưu giữ nó. Hãy mở rộng lòng mình, đối xử với bạn bè một cách chân thành và nhiệt tình nhất, phải biết tự suy nghĩ. Chính xác là xem lại cách mình đối xử với bản thân, nhìn bằng con mắt khách quan để đánh giá bản thân mình, tự mình hiểu được giá trị của bản thân mình. Hãy vui vẻ tích lũy kiến thức, đề cao chỉ số thông minh của mình, mạnh dạn kết bạn, làm người thì phải nhìn xa, đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Làm gì cũng phải cẩn thận, làm tới nơi tới chốn, từng bước chậm nhưng chắc. Trước khi tiến hành một việc gì đó thì nên suy xét kỹ về thành quả mình đạt được nếu thành công, tự kiểm điểm lại điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Tuyệt đối không được tự cao tự đại, điều này sẽ làm cho mọi cố gắng của bạn đều trở nên vô ích, thậm chí là tự hủy diệt bản thân. Một người luôn tự kiểm điểm mình là người không ngừng hoàn thiện mình, tự mình vươn lên, tự mình thay đổi cả vận mệnh. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.